truyền tích thứ 52, chuỗi hạt mân côi với anh chồng khô đạo Vũ Phu, đạp nát ảnh Đức Mẹ. Năm ấy, ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, 8 tháng 12, cả giáo xứ Nô Nức tổ chức rước kiệu trọng thể, kính Đức Mẹ Vô Nhiễm. Sau khi dâng thánh lễ xong, mọi người ra về, nhưng cũng còn rất nhiều người ở lại nhà thờ, đọc kinh lần chuỗi mân côi, kính Đức Mẹ. Bất giác, người ta thấy một thiếu phụ dắt 3-4 đứa con đến trước bàn thờ Đức Mẹ. Chị kêu xin Đức Mẹ: "Lạy Mẹ, con đến dâng lời cảm tạ Mẹ. Vì bấy lâu nay, Mẹ đã ban cho gia đình con bằng an, các con khôn ngoan, mạnh khỏe, gia đình có công ăn việc làm." Chị vừa khấn, vừa lần hạt, thổn thức kêu xin Đức Mẹ cho chồng được ơn ăn năn trở lại. Vì anh ấy quá khô khan nguội lạnh, chẳng bao giờ đi đọc kinh xem lễ. Nếu có khi nào cần phải chở vợ con đi nhà thờ, thì anh đứng ở ngoài ngao du, hút thuốc lá để giết thì giờ. Đang khi còn đang cầu nguyện, thì anh chồng ở ngoài bước vào nhà thờ. Anh la vợ con: "Còn làm gì nữa đây mà không về? Cứ nghe mấy ông linh mục, tin vào Chúa và Đức Mẹ." Chị tức quá, xấu hổ với mấy người bạn. Chồng người ta thì tốt lành, êm dịu, còn chồng mình thì như rắn lửa. Nhưng chị và các con cũng ra về với bố. Về đến nhà, không chịu nổi thái độ của chồng, chị cãi nhau rất lớn và lợi dụng cơ hội, chị cho anh một bài học làm người nên thân. Anh chồng không chịu nổi thái độ của vợ, anh đã tru tréo, chửi mắng âm sờm, rồi trèo lên bàn thờ, giật sập tượng ảnh Đức Mẹ xuống đất. Tức quá, tiện chân anh đạp giẫm nát khung ảnh Đức Mẹ, kính bể nát kêu loảng xoảng. Sự việc xảy ra ngay sau đó, chị vợ ôm mặt khóc, còn anh thì ngã vật xuống đất hộc máu tươi. Cả nhà hoảng sợ, hàng xóm vội chạy đến đưa anh vào cấp cứu tại bệnh viện. Bác sĩ bảo tình trạng nguy ngập lắm, nếu không có phép lạ thì anh sẽ chết đêm nay. Chị vợ thấy tình cảnh đáng thương của chồng, nếu anh chết thì lấy ai đi làm nuôi vợ con. Chị đã khấn với Đức Mẹ và không quên bảo các con ngồi lần hạt cho bố. Trong khi ấy, ở nhà thương, cha đến sức dầu và giải tội thiêng liêng cho anh. Nhưng anh không còn biết gì nữa. Nhờ mấy bịch máu được chuyển tới, anh đã hồi tỉnh. Chị vợ rất vui mừng vì những lời cầu nguyện và chuỗi hạt mân côi của chị và của các con mà anh đã thoát ách tử thần, khỏi xa quả ngục. Sáng hôm sau, chị vào thăm, thấy miệng anh méo xẹo, tứ chi bất động, liệt nửa người. Đó là tai biến mạch máu não. Nếu không có ơn Chúa thì sẽ phải mang tật suốt đời, nhưng còn cứu được linh hồn. Lời bàn: câu chuyện trên đây rất đáng làm gương cho nhiều gia đình Công giáo chúng ta. Có nhiều gia đình thì bà vợ đạo đức khôn ngoan, anh chồng thì khô khan nguội lạnh. Vẫn cái tật chồng Chúa vợ tôi, trường hợp của anh chồng này cũng có thể là Đức Mẹ phạt nhãn tiền, và cũng có thể là khi anh tức giận quá, đứt gân máu mà hộc máu. Cũng may mà chưa chết ngay, nhờ lời cầu nguyện của vợ con mà còn được sống thêm để cứu vãn phần rỗi. Đây là tấm gương cụ thể cho mọi người noi theo. Đức Mẹ nhân từ vô cùng, thấy anh chồng đã xúc phạm đến Đức Mẹ một cách quá ư là thô bạo, nhưng Mẹ đã không phạt ngay, cho anh còn có thời giờ để ăn năn sám hối. Tạ ơn Chúa.